Hello, xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình đi làm về, thế là hôm trước mình đi mua được ba cái tô của Imali, họa tiết vẽ tay nổi khối, vẽ cả trong lẫn ngoài. Ngoài họa tiết đối lập với trong, họa tiết có 1 2 3 4 5 6 7 tiểu cảnh. Đấy, đây mọi người. Mình quay bên ngoài cho mọi người xem nhé. Đây, cái bát này, cái bát tô này là họa tiết đối xứng mọi người nhé. Ở bên ngoài vẽ như nào thì bên trong vẽ như thế. Đấy, đây mình quay cho mọi người bên ngoài trước. Họa tiết toàn bộ vẽ bằng tay tất mọi người nhé. Ba chiếc bát tô này phải quá xứng đáng để mọi người sưu tầm mọi người ạ. Mình thấy là không không còn chê vào đâu nữa mọi người, quá là đẹp luôn. Đây, ở bên trong đây mọi người, họa tiết bên trong đây. Mọi người xem đây, xem cái cây của họ vẽ này có đẹp không mọi người. Họa tiết quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Tiếp bên trong. Ba cái chiếc bát tô này thì đều giống nhau mọi người nhé, của một nghệ nhân vẽ nhé, của một nghệ nhân làm ra. Đây, chất gốm của nó là mọi người đấy, mọi người nghe con cong luôn, gốm cứng xưa luôn. Mọi người nhìn cái về viền này, đây xem mọi người xem viền này chuyện này. Đây là chữ ký của người người làm ra cái bát tô này nhé, chứ không phải là chuyện đâu mọi người nhé. Đây mọi người, đây nó có một cái khớp nhỏ đây, đó là mọi người nhìn này là ai chơi là đã biết là cái hàng xưa rồi đấy. Họa tiết quá tuyệt vời luôn mọi người. Đây một cái này, đây cái này, cái thứ hai này, họa tiết cũng giống nhau mọi người nhá. Quay như này cho nó sáng sáng cho mọi người dễ nhìn. Đấy, mọi người nghe tiếng tiếng kêu như chuông luôn mọi người, không có tạp chất gì à. Đấy, mình búng cũng không không mạnh đâu mọi người nhé. Đấy, không khác gì tiếng chuông chùa. Họa tiết thì giống nhau hết mọi người ạ. Mọi người, ở giữa bát cũng có họa tiết luôn. Đấy, mọi người xem này. Toàn bộ là vẽ tay nhá, nổi nổi khối lên nhá. Sờ, mọi người sờ là nó có vân gợn lên nhá mọi người nhá. Đây. Đây, chữ ký đây. Đấy. Đây, cái em thứ ba đây mọi người. Mọi người ai mà muốn mua sản phẩm gì, đồ gốm sứ của Nhật Bản, mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người có muốn đặt mua hay là mua một bất cứ một sản phẩm gì, mọi người cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại đấy, thì mình sẽ tư vấn và mình sẽ mua giúp mọi người. Mọi người cứ thoải mái giao lưu trò chuyện với mình nhé mọi người nhé. Nhưng mà mình bán hàng thì toàn là các chú các anh cao tuổi, nhưng mà thôi xin phép là cứ xưng mình đi, cho các chú các anh trẻ ra. Đây mọi người xem này, vẽ này men men xanh lam ngày xưa luôn. Đây chữ ký đây. Đấy, quá tuyệt vời luôn, không có một bị một vết gì luôn, quá là tuyệt vời. Đây ba chiếc, bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem nhé. Kích thước cái mặt của cái tô này đây mọi người, nó là 22 mọi người nhé. Đấy. Chiều sâu của chiều cao của cái bát này là 9 mọi người. Chiều sâu bát là 9, đít ở đây mọi người, đáy đây chôn nó là 9,5. Chiều sâu của cái chôn này là xấp xỉ 2 cm. Quá là đẹp luôn.
họa tiết thì thôi rồi luôn. Đấy, mọi người nghe tiếng quá là hay luôn. Ba cái này giống nhau hết. Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại một chút nữa ở bên trong cho mọi người xem lại nhé. Này thì mình sẽ quay nhanh hơn một chút để cho mọi người xem lại thôi, chứ không là mọi người lại sốt ruột. Đây một cái này thì họa tiết nó giống ở bên ngoài thì thôi, cái này mình sẽ quay ở bên ngoài cho mọi người xem. Cái này thì mình quay sơ qua thôi. Đây họa tiết đây. Ở giữa đây, ở giữa đây, đúng hình của nó đây. Đấy, đây bên ngoài đây, triện triện mộc đầy đủ luôn. Đây mọi người nhìn cái chôn của nó là mọi người đã biết là cái hàng này hàng xưa hay là hàng mới rồi mọi người. Đấy mọi người ơi, cho mình xin phép là mình kết thúc video đây mọi người. Mọi người mà ai muốn mua bát tô này hoặc là bất cứ một sản phẩm gì về đồ gốm ở Nhật Bản thì mọi người cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0962949668 mọi người nhé. Mọi người nếu mà liên hệ vào cái số đấy thì mọi người cứ vào kết bạn Zalo theo cái số điện thoại mình vừa đọc ấy mọi người nhé. Chứ còn nếu mà mọi người gọi theo cái số đấy thì bây giờ chỉ ở Việt Nam thì bố mẹ mình vẫn đang dùng cái số điện thoại đấy. Nhưng mà mình lại dùng Zalo ở bên Nhật này, hiện tại mình vẫn đang sống và đang làm việc ở bên Nhật. Nên là mọi người có gì thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.